Mời cô nha. Cô biển. Tép sống. Câu ở biển Bình An. Ở đây là bến tàu Bình An. Ăn cho tôi quay đồ đi. Càng Thủ Phúc ra ra càng mày bắt cho con mấy mày bỏ
bỏ xuống nước bớt đi, ăn thôi để là căn thủ Phúc đã lên được một con cá. Trời ơi, mở rồi đi, khăn khiết gì nữa. Đập nhất lớp bay. Nãy giờ chỉ có căn thủ tính là chưa lên cá nha, chứ căn thủ tính ra. Đang chờ chú ba lên con. Thôi gặp nó của mình. Con nghe kìa. Nãy giờ không được cá bự nha. Dở của mình lên luôn sáng. Tới chạy. Nhiều quá đủ rồ hết trơn vậy. Nhỏ. Nhí nhí như Nikolai không? Ôi, không ơi. Thôi để dưới đi. Dưới là một câu luôn. Để em lấy lên đây rồi, xích vô xuống. Rồi, đập lưỡi câu rồi. Nghe vậy. Điện gì đang câu cá đi, điện gì. Cái đuôi nha. Cái đuôi ngoài biển. Cảnh bên đây nó nắng quá đâu ngoài cũng bay. Nè. Lấy cái đó em đẩy vô cái sắn. Lắp vô em đẩy lấy cái lưỡi, đẩy cái lưỡi lên, đẩy cái lưỡi vô cái là lắc ra cái này ra. Sao rồi Phúc? Đứng lên này. Cá chạy bển hết trơn này. Cần thú cưng ù lên cá nữa. Ồ, giật luôn. Ủa giờ này đòi sống hả? Ừ. Đại nắm nên cho phơi nắng làm khô ăn á. La đủ không chụm chân trời. 200 gram à. Được cỡ 4. Mú. Trời ơi, lưỡi câu dính tùm lum luôn thầy ơi. Hử? Lưỡi câu dính tùm lum luôn. Miệng trên xong vòng xong miệng dưới xong móc lên miệng trên đi. Bỏ vô là tính tính. Đi ra. Rồi sao? Thank you.
của chú Ba còn sống nha, tôm mình chết chưa. Ở đây sống lắm. Ê ơi, quay mấy con tôm chết gì vậy bà nội? Còn nhiều. Lên cá, lên cá. Dột hả? Lên lên, cá nâu, cá nâu. Bốn càng thủ đang ngồi câu cá nâu. Hết rồi. Cá kìa.